xin chào các bạn, mình là Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu bộ sample mới cho Yamaha FX700 và 900. Bên cạnh đó, bộ sample mới của mình vẫn hỗ trợ cho các dòng tiền điện của Yamaha như F775, 975, Renault chẳng hạn. Trong bộ dữ liệu mới này của mình thì bao gồm tất cả các style hợp với nhạc Việt Nam cho các bạn ISO, mình có tạo các băng tiếng rất dễ sử dụng. Về phần sau tiếng thì mình có thu tất cả các nhạc cụ dân tộc Việt Nam và một số nhạc cụ dân tộc của các nước trên thế giới. Xin mời các bạn đến nhạc cụ Minh Phục, địa chỉ mình có để bên dưới link để trải nghiệm điều mới này. Các bạn ở xa thì có thể xem demo của bộ dữ liệu của mình trên kênh YouTube của nhạc cụ Minh Phục.